Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu món đậu hũ chiên nước mắm tỏi ớt, cực kỳ đơn giản tại nhà mà ai cũng có thể làm được. Đầu tiên bắt một cái chảo ngập dầu lên bếp, mở lửa cho dầu nóng, sau đó cho tiếp vào 4 miếng đậu hũ, 350g vỏ chiên cho đậu hũ vàng giòn lên, khi đậu hũ đã vàng đều thì vớt hết ra, để cho ráo dầu, rồi tiếp cho vào chảo dầu, 50g tỏi băm phi cho tỏi vàng lên, khi tỏi gần vàng thì vớt hết ra, không để quá vàng tỏi sẽ bị đắng, rồi tiếp tục bắt một cái chảo lên bếp mở lửa lên cho chảo nóng, cho vào 1/2 vá canh dầu ăn, 10g tỏi băm phi cho vàng thơm lên, khi tỏi vàng thơm thì tắt bếp, cho tiếp vào 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê nhỏ đường, 1/2 muỗng cà phê nhỏ bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê nhỏ tiêu xay, 1/2 muỗng canh tương ớt, 1 trái ớt sừng không cây bỏ hạt băm, sau đó mở lửa lên, dùng đũa khuấy đều cho tan gia vị, khi sốt sôi lên thì cho hết phần đậu hũ chiên, lúc nãy vào đảo đều cho đậu hũ thấm sốt, khi đậu hũ đã thấm đều thì cho hết phần tỏi phi lúc nãy vào, đảo đều vài cái rồi tắt bếp, chạy đi bới ngay một tô cơm và thưởng thức thôi, chúc các bạn thành công.